Tâm, ông Tâm đang ở đâu vậy? Tâm đang bay hả? Ông áo qua đây. Nè con nói cho chú nè. Nghe coi cảnh có đẹp không? Wow đi, ông Tâm nói wow đi. Cảnh đẹp. Wow. Đẹp nhiều không? Bị chói rồi. Nè, nhiều nè. Bao nhiêu? Nắng có cảnh đẹp. Rồi, con nói wow đi. Wow nè. Wow, ông Tâm. Wow. Thấy kìa. Để lên. Phải rừng không? Rừng cây kìa. Ông Tâm. Ông Tâm có wow không? Nói wow quá. Rừng cây kìa. Cá. Ừ? Cá. À cá hả? Bye bye. Bật than. Bye bye. Nó vào. Đụng bật than làm cháy. Máy bay đâu? Máy bay của ông trắng mà. Đâu? Máy bay màu trắng. Thầy vất vả nha thầy. Nghe thầy. Bắt chủ. Bác Dũng. Bác Dũng, nói bác chủ. Bác Dũng. À, lo bác Dũng đi. Bác Dũng. Nè, bác Dũng nè, bác Dũng ở đây nè, nè nè, con chào bác Dũng nè. Xin mũi. Mặn. Mặn. Wow. Ra hỏi, anh nghe học được về gì nhiều không? Cũng hay. Tại vì tụi em chắc là lần đầu tiên học cách diễn xuất á, thấy nhiều cái hay. Nắng quá.